này hơi đau nhé, bác uống nhé. Cháu ở nhà thế là ngồi giảng giảng nghĩ ra là chú sức khỏe thế nào lại ra thăm chú. Đây, cháu biếu chú hộp quà nhá. Cảm ơn chú đã đến thăm chú lại còn là mua quà mua cát thì gì mà lỉnh kỉnh này. Chú đỡ nhiều rồi. Vâng, thì thôi chú cứ ăn uống cho nó điều độ vào để cho nó sức khỏe cho nó tốt. Có gì giúp đỡ cô này ở đây nhá. Giờ cô này ở đây thì giúp đỡ cô này hai chị em cho nó vui vẻ đấy đấy nào nhá, xong rồi có gì cần sự giúp đỡ của anh.